Cẩn thận này, lộ hàng. Không biết nào. Mọi người vào lại với em này, em sẽ khui khui bọc lên mới nhá. Ờ có. Thấy luôn. Váy mẹ tôi có thêm một cái KB ở đây. KB ở Mark ấy. Tôi thấy giống ý hay thêm bao tiền đúng không? Hả? Thêm bao tiền. Cái của mẹ tôi biết chắc Thu Trà shop có gửi hàng giúp mình không vậy? Mọi người vào xem lại với em này, em sẽ like hàng lên nhá. Chào chị Nhi Nguyệt ạ. Em chào chị Nhi Nguyệt nha, mọi người share cho em đi. Mỗi người share livestream cho em đi để bán hàng, để khui bọc len này, bán cho thích này. Bọc khui, bọc len mới nhá. Nói chung là nhiều áo len đẹp cực kỳ luôn nhá. Nhiều váy len nhá, váy len, áo len rất là đẹp luôn. Mọi người share livestream cho em đi ạ. Share livestream nhá, để lên nhiều nhiều người xem một tí rồi à. Bắt đầu xả bọc len. Xả bọc len, chất cực kỳ đẹp luôn. Phương ơi, đơn Thu Trà Shopee người ta chưa qua lấy à? Mà mẫu thì cực kỳ độc mọi người. Bây giờ tôi hỏi bà nhá, từ bây giờ nếu mà hôm nay nếu mà ví dụ các bạn ấy gửi mã mà không thấy người qua lấy, bà phải chủ động bà gọi lên chứ, là ngày nào tôi đi quản được à? Mọi người xem đi nhá, lên nhiều người chứ xem này. Mọi người cứ thụ động kiểu không thấy người qua lấy thì thôi luôn đấy. Mọi người à, em chào chị Nguyễn Thị Hà nhá. Cuối cùng nhá, nếu lần sau mà còn để trường hợp như thế xảy ra ấy, mọi người tự đi chịu trách nhiệm nhá, tự chịu trách nhiệm. Khách mà không lấy nữa mọi người tự bỏ tiền ra đền vào nhá, tôi không nói nhiều. Không phải làm ví dụ là hôm nay các bạn bên này gửi mã sang sẽ thì mọi người điền mã xong rồi đúng không? Thì ví dụ sau một ngày không thể qua lấy, ngày hôm sau phải gọi luôn lên tổng đài bảo báo giúp người ta qua. Bởi vì là bên này ít ít đơn thì người ta ít qua lấy ấy. Không như bên này nhiều thì người ta ngày nào cũng qua rồi. Nhá. Rút kinh nghiệm sâu sắc ấy, lần nào cũng phải nhắc. Đúng không? Có phải lần nào cũng phải nhắc không? Gọi mọi người share lại livestream giúp em này. Em sẽ xả một bọc lên sao mới chúng nhá. Không bảo gì chị? Lần sau các em chuẩn bị hàng thấy đơn của áo sen chưa ra các em bảo chị nhá. Mấy đứa bên đấy thụ động rồi. Kiểu như là các bạn ấy không chủ động đấy. Nó vẫn qua lấy nhưng em hiểu không? Nó toàn 2-3 ngày mới qua lấy thôi. À áo dạ hôm nay em sẽ không lên dạ, hôm nay em sẽ bóc. Không, chỉ có hôm nay sẽ khui bọc len nhá. Chứ còn nếu em đăng lên hệ thống của Giang Tiết Kiệm thì nó qua lấy luôn. Nhưng mà đăng lên Giang Tiết Kiệm thì lại toàn 2-3 ngày mới qua lấy. Váy em đang mặc là 165.000 nè. Đơn hôm thứ 7 gửi chưa chị? Trang cổ chắc gửi rồi đấy. Váy đang mặc là 165.000 nhá. Ai là thì chốt cho em sẽ qua mẫu khác luôn này. Mọi người share livestream cho em đi ạ. Share livestream để em bán hàng len mới luôn. Có phát len không? Có váy len cả áo len thôi chị ạ. Có váy len cả áo len thôi nhá. Chị nghỉ lắm. Quá hạn nó hủy. Váy len với cả áo len này. Có váy len nhá, em sẽ qua mẫu khác luôn cho mọi người. Váy này 165k nhá, nếu ai mà lấy thì chốt cho em 165. Vui lòng gửi đơn hàng trước ngày bao nhiêu, nó sẽ bị hủy đơn ấy, nó có đấy. Có quốc dạ không? Áo quốc dạ hôm nay không bán á. Qua sao mẫu váy dài dài một tí nhá, cho chị nào vừa hỏi. Sao hôm nay mọi người cứ hỏi áo dạ thế? Hay là em lại bán sai hỏi lại. Váy nào dài dài nhỉ? Rồi bà cứ mặc đi. Này. Một cái váy màu cam đất nhá. Em đấy sẽ mặc một cái váy màu cam đất. Có phải do mình đâu, chả phải nhà mình delay à. Toàn do nó. Delay là gì? Hôm nay ngày bao nhiêu? Ờ đấy, sao hôm qua nó không qua luôn. Mặc dậy. Thế chưa bị hủy đâu. Đây này, vui lòng. Không, thế chưa bị. Khi nào phải vui lòng giao trước đây. Chuẩn bị hàng trước 3 giờ chiều như này này. Là vui lòng ra hàng chút từ này tránh cho làm hủy thì nó sẽ bị hủy được chưa? Màu cam đất này mặc lên xinh cực kỳ luôn này. Tôn bạn mẫu cao 1m6. Đây mẫu này bé mặc... bầu ơi, áo len chủ nhật tuần trước gửi cho chị chưa? Chị Chiến Hồ Mộng. Em đang mặc sao không báo chị để bảo kiểm tra. Em đang mặc chân váy nhá mọi người ơi, mọi người có nhìn thấy hẳn lên không ạ? Mọi người mà mặc kiểu bỏ không rất là đẹp nhá. Em là bao nhiêu bà? Em 48 cân 1m6 này. Cái này kiểu tay bồng bồng nhá. Tay bồng bồng hơi ôm body một tí. Kiểu lên rất là tôn giáo luôn đấy ạ. Cực kỳ tôn giáo luôn nhá. Chị thêm em vào group của bên kia nhá. Em có gì em báo vào đấy chị nhá. Để chị quản lý chúng mày. Em nặng 18 cân nhá. Chị ơi, chị Hồng Nhung ơi, chị lấy váy này thì chị comment cho em là 165k kèm số điện thoại đi ạ. Chất lên này, chất dày lắm luôn nhá. Chất lên dày lắm luôn nhá. Vào cái group đấy. Ai chị mà lấy thì comment cho em là 165 kèm số điện thoại này.
Con này chất đẹp lắm, dày cực chất kỳ dày luôn. Cực kỳ, ấm lắm luôn ấy. Chị lấy để lại số điện thoại cho em nhá. Cái cam này bao nhiêu mà? Cái cam này á? Cái cam mình đang mặc váy bên trong nhá, nhìn nó bị 140. Cái cam này 140.000 này. Mọi người mặc cái này ấy, kiểu dáng hơi ôm bao đi một tí, rất là tôn dáng luôn nhá. Cái 165.000 nhá. Cái 165.000 này chị Hồng Nhung rồi, ok. 140.000 cái em len cam này, tay bồng này, mặc đi tiệc các kiểu, đi đám cưới rất là xinh luôn. 140.000 này. 140k nhá. Sao bây giờ mình thay đi, thay đi. 165 nhỉ? Thay đi. Mọi người em qua mẫu khác luôn, mọi người lấy thì để lại cho em số điện thoại. Quay nhanh lên, quay như thế. Len co giãn nhá bạn nhá, mặc thoải mái luôn. Len co giãn nhá Phúc Bùi ơi. Cam, chị nào lấy cam thì comment là giá tiền kèm số điện thoại cho em. Mọi người comment là 140k cho em nhá, 140k. Trang Lê, Trang Lê lấy lên cam này. Qua mẫu màu xanh này, qua Trang mẫu len tua rua màu xanh này. Qua từng mẫu một luôn cho mọi người này. 100 áp con Lê sau ở mạng chị. Chị đang định chốt cho chị để đi làm. Ừ. Mà cứ mãi không chốt. Đó, được. Kiểu cái dài, chị thích kiểu dài đúng không? Đây ạ. Đây nhá, váy len tua rua này. 55 cân thoải mái. Ôi nói chung là cái váy len body vừa lấy kể cả 60 cân vẫn vừa cơ. Nó là chất len co giãn mà. Váy len tua rua. Chất đẹp nhỉ? Chất đẹp. Len ép. Thân là len ép, còn tay là len da. À len kiểu này len bệnh này. Thân là len ép nhá mọi người. Con này 165.000. 165. 165k này. Mọi người lấy thì comment là 165k rêu cho em nhá. Mà thôi để 160 cho nhanh, 160. Thôi để 160 luôn ạ. 160.000 màu rêu nhá. Ai lấy comment là 160 giùm em. Tua rua xinh lắm đây. Ai lấy comment là 160 rêu giùm em với. Tua rua cực kỳ xinh luôn nhá, 160k. Con này đi bốt, đi bụng cũng đẹp này. Đi bốt đến đầu gối ấy. Cởi đi. 160k nhá mọi người, ai lấy đi trước cho em. À chị đi áp ảnh, hôm nay Hương chụp ảnh đẹp phết. Ảnh dài vai xem nhỉ. Tối tối với đâu người xem khoảng tối à. Như kiểu ấy. Tầm 9 giờ, 9 rưỡi áp đông được. Như kiểu tôi và đang ảnh. Không là tôi đang buổi sáng, buổi sáng hay chưa? Đang buổi tối rồi. Nếu đang ảnh ăn thì đang ảnh ăn thì mới đang buổi trưa. Con sống à? Thánh sống à? Ôi con màu xanh này đẹp mà không ai chốt à? 140 hết rồi mình. Cái màu xanh nó có cái chữ ở đây này. Em lên màu xanh xanh, kiểu xanh xanh này. Kiểu xanh xanh nhá. Con này chất cũng đẹp, dày. Dày lắm, nói chung là len mặc dày cực kỳ luôn đây ạ. 165. Em sẽ dơ gần chất, cái nào em cũng sẽ dơ gần chất luôn cho mọi người xem chất nhá. 160 đi cho nhanh. 160k, nhưng sợ bị nhầm lẫn. 160 kẻ. 160 nhá, kẻ xanh này. Ai lấy chốt cho em là 160 kẻ. Cái này 160.000 nhá mọi người. Bật lỗ cơ bếp 6 nhá. 160k kèm số điện thoại đi ạ. 160k kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em 160 này. 160 kèm số điện thoại này. Hôm qua thì hỏi váy len, bảo hôm trước khui gọc váy len dài đẹp thế. Con chứ không xem được. Áo khoác đi. 160.000 có ai chốt không ạ? Cái này xinh lắm mọi người mua về đi. Xinh cực kỳ luôn, chất rất là đẹp này. Chất đẹp lắm luôn ấy. Cái con này mệt thích rồi, đi massage đây mệt quá. Áo, cái này là áo à? Cái này kiểu áo giấu quần ấy. Chị lười cực bởi vì mỗi lần đi cứ phải đi taxi một đoạn ngắn ấy. Ở đâu bà? Ngay đây thì tôi mới lười rồi. Lê Lai đúng không? Ừ. Thế bà hỏi tôi có đi xe không đúng không? Đi taxi xa hẳn thì không lười. Mà đi cái kiểu taxi đoạn ngắn rất là lười. Tôi bị say xe. Nè mọi người ơi, cái váy lên nhá, tay kiểu đây ạ, tay kiểu nơ nơ xong rồi bên kiểu tua tua. Bên mình có ship hàng qua Shopee nhưng mà đơn 165.000 như chưa được hỗ trợ ship đâu. Cái này bao nhiêu nhỉ? Cái váy này á, 165. Cái này kiểu giấu quần đấy nhỉ? Ờ, 165. Cái này kiểu 160. Giấu quần một tí nhá, nếu mà ai tầm 1m5 ạ, mặc sẽ thành dạng váy nhá. 160k này. Cái len này nhá, 160.000 nhá, cái tay của nó rất là xinh luôn này. Đây ạ, cái phần hai bên tay của nó nhá. Hai bên tay của nó kiểu tua rua xong rồi có một cái nơ xinh cực kỳ luôn. 160.000. Ai lấy chốt cho em 160 đen kèm số điện thoại này. 160 đen kèm số điện thoại nhá. Chất cực kỳ đẹp luôn. 160k đen này. Đây nhá. 160k đen kèm số điện thoại. Thế. Đen này chỉ tầm 50 cân nhỉ? Huệ eo không vừa đâu. Nên len này tầm 54 cân. 54 cân mặc vừa. Váy nào ở Trang Lê?
54 cân đổi lại nhá. 160 Lê Yến đẹp này. Đẹp lắm luôn mọi người ạ. Cái váy nó mặc có ai lấy không, để thay ra đỡ phải mất công mặc lại nào. Minh Bẹp ơi, chị đang mệt á. Cái này thôi. Đang đói cả đầu hôm nay làm sao, chắc thay đổi thời tiết. Váy len cổ lọ nè. Mặc vào đi cũng được, sao đâu. Cổ lọ thôi đẹp em thay nhá, có ai lấy cái này không? Con kẻ xanh này đẹp mà. Em qua mẫu khác cho mọi người nhá, mọi người không tối thích nay thì... em không quay đâu ạ. Len kẻ Phương Anh Nguyễn là lấy cái này à? Là chị lấy cái đang mặc 165.000. Chị có lấy cái kẻ 165 này không ạ? Cái này tưởng 160. Sorry, vẫn thích làm đi. Khổ quá, hôm nay em làm sao bây giờ, em bầu làm sao em như ngày trước một ngày quay 2-3k được. Vẫn phải cho các bạn thì quay lẫn vào chứ không thì chết. Qua mẫu len cổ lọ nhá mọi người. 160 đen của Lê Yến rồi nhá. Chị gì, có phải chị lấy cái kẻ này không ạ? À? À váy, chân váy nhà chị hết rồi em ơi. Phương Anh Nguyên là lấy cái này dày lắm luôn chị ạ. Em đảm bảo chị nhận được, chị không ưng với là lạ. Cái váy kẻ này em thích chất đẹp. Đây nhá, cái cổ lọ pha ghi này, đen pha ghi này. Ô, mặc ngược rồi mọi người ạ. Mặc ngược rồi. Ờ, để em lộn lại nhá. Quay đâu không phải lộn đó. Bạn mọi người ơi, cái này là kiểu dáng đây nhá, đây là dáng đằng trước này. Dáng đằng trước là nó ngắn như này nhá. Mọi người mặc kiểu cái tà đằng sau nó dài hơn nhá. Mặc kiểu tà đằng sau dài hơn. Không biết mọi người thích mặc kiểu gì cũng được mà nhỉ. Mọi người thích mặc kiểu gì cũng được. Cái len này chất cực kỳ dày dặn nhá. 170k này. Mọi người mặc dày lắm này, ghi pha đen này. Mọi người có thể mặc tà dài lên đằng trước hoặc là tà dài ra đằng sau cũng được nhá. Nói chung mọi người thích mặc kiểu nào thì mặc. Heo Hồng ơi, cái này hiện rộng này, form thoải mái. Nói chung là tùy vào cân nặng, cái này nó co giãn ấy. Co giãn nhá. Chị gì nhở, chị gì chị vừa đọc ấy? Chiến Hồ Mộng à? Ai mà trả lời? Hoặc là em đang cầm điện thoại, em nhắn tin cho Hương đi, em bảo là 170k nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn đấy. Chất dày lắm. Đơn này đi rồi. Ai lấy chốt cho em nè. 170, ai lấy 170 à? Chị Xuân Phạm Phạm có đơn gộp à? Xiêm Phạm Phạm. Đây, chị bảo gộp cho chị cái này 170. Xiêm pham pham gộp đơn này. Qua mẫu nha. Chị xiêm pham pham cho em số với ạ. Đây. Màu nâu này cũng đẹp này. Cái này là váy, qua váy chữ nha mọi người. Cái này chất len nét đẹp cực kỳ luôn này. Màu nâu này. Chất len nét cực kỳ đẹp luôn này. Màu ghi này. Si có nhiều loại si lắm chị ạ. Không phải là hàng nhà nào cũng giống nhà nào đâu. Chị cứ đến nhà em đi. Khách vào cửa hàng nhà em còn tưởng em bán đồ mới nhá. Khách vào cửa hàng nhà em khẳng định luôn, nhiều chị tưởng em bán nhà bán đồ mới. Xong rồi bắt đầu hôm đợt mùa hè em không bán si còn dỗi. Chị không chị chỉ mặc si thôi, bởi vì nghiện mà. Chị chỉ mặc si thôi, chị không mặc new, nên là hẹn em mùa đông quay lại cơ. Váy len chữ lấp lánh đấy ạ. Lấp lánh nhá, cực kỳ nổi luôn này. Chất len nét này. Đây ạ, chất len nét. Bị bẩn một chấm ở đây sao? Đúng không? Bị một chấm nó không lộ đâu. Đúng không? Không lộ. Bị một chấm ở đây nhưng mà không lộ nhá. Váy này ra em bán 170. Em sale luôn còn 100.000 cho chị nào lấy, chất len đẹp lắm luôn. Chất len nét này. Sale luôn 100k, rẻ quá mọi người mua đi, không hề bị lộ. Không hề lộ luôn. Sale còn 100k. Tay bị rách rồi bạn, rách gì? Đâu mình giờ này rách ở chỗ nào? À, ui giời. Cái đấy đơn giản chị ơi, đây cái ống tay này. Nó bị tuột à, chỉ. Mọi người nhìn tinh ấy nhỉ. Cái này bị quá tuột tinh. Chỉ thôi mọi người ạ. Đây cái này là đường chỉ này chứ không phải là bị rách ở phần len đâu ạ. Cái này là nó bị mục chỉ. Cái đấy máy lại thoải mái chị ơi, đơn giản, hàng si không tránh được đâu. 100k nhá mọi người. Yên tâm là nhà em sẽ kiểm lỗi và sửa trước khi gửi cho mọi người. Hàng si nha em nhá. Bán này. Qua mẫu khác luôn này. Mọi người tinh thật. Chỉ có lúc kiểm hàng gửi đi ấy, thì 100k kèm số điện thoại nhá, qua luôn mẫu khác này. Ủa kìa hả? Chán thế, mệt quá. Bán cái này đẹp. Bà chị có đi quay buổi tối đi nhá. Buổi tối tôi cũng hay bận thật. Bà tôi mệt lắm. Tại thằng cu ấy như ở hôm qua ấy. Đưa tôi hỏi bà nhá. 9 giờ mới cho thằng cu ăn. 9 giờ tối. Vâng. Bà ấy đêm nó còn ăn đêm 2 giờ mà con ăn đêm không mà. Ừ, tôi nói thật nhá, sao vợ chồng cũng không phải huấn luyện nó chứ. Nó kiểu nó kiểu làm sao? Mình phải huấn luyện nó theo giờ của mình chứ vớ vẩn. Còn hôm nhá,
có hôm 8 giờ gọi nó dậy nhá. Nó hờn, nó khóc, không nó phải nó ngủ. Nó phải ngủ, không thể dậy. Mà phải cho nó khóc, phải cho nó vào nếp phải 1 2 tuần là nó quen. Nó vẫn ngủ ấy. Kiểu nó dậy nhau nó kiểu nó cứ ôm mình là ngủ. Đấy là do mình ý. Đây nhá, váy váy len con là nhiều đồ biết gì đâu. Váy len cổ ren nhá thôi. 170k em len màu nâu cam rất là đẹp luôn này. Ở tay pha ren nhá mọi người. Tay pha ren cực kỳ đẹp luôn này. Lắm. Ăn ngủ không giờ giấc này hại. 170k này. Mình người lớn thì không sao. 58 cân đổ lại nhá. 58 cân đổ lại, ai lấy chốt cho em là 58 à nhầm. Ai lấy chốt cho em là 170 kèm số điện thoại. 170 kèm số điện thoại nhá, em này màu này xinh cực kỳ luôn đấy ạ. Tay pha ren nhá, kiểu điệu điệu ấy rất là xinh này. 170.000 kèm số điện thoại. K kèm số điện thoại. Chị Phương Anh Nguyên ạ. Ok, cho chị Phương Anh Nguyên. Khổ quá, chị bảo chị không hỏi đơn áo khoác đâu, chị chỉ hỏi đơn váy, đơn váy len thôi. Thì bởi vì cái váy len là nó chưa có bill. Thì chắc chắn là chưa đi hàng. Qua luôn mẫu khác nha mọi người, đợi em một tí bởi vì hay len nó hơi bị lâu. Máy đi vào lại với nó đi. Tự bảo về cái hương đi. Len nét màu cam này. Và khách thì cũng không biết là khách mua ở cơ sở nào đâu, chỉ biết là mua trên web nhà mình thôi, làm sao khách biết được. Hôm nay Hương chụp ảnh nhiều len đẹp đấy. Không nhiều đẹp ý. À đây chụp đấy á, đẹp nhỉ. Chụp đấy bình thường. Nghĩ thật đấy. Tốt bà nhìn đi, cái vai to đùng. Nó không biết kiểu làm cái vai bé á, ấy chụp kéo nhìn vai to này. Váy len này. Váy len màu cam nhá mọi người. Đây ví dụ như cái kẻ thì đẹp đây. Cổ kiểu cổ hơi cao cao một tí. Đây ạ, mẫu này nhá. Mẫu này bao nhiêu này? Mẫu này là chất len nét 130.000. Chất len nét này 130k nhá mọi người. Ai lấy thì comment cho em là 130 kèm số điện thoại. Cổ có ren. Cổ kiểu cổ ren ren như này này. Cổ ren ren nhá. 130k kèm số điện thoại. Bà mặc cái này khách mình chốt. Sợ ôm bị phùng không? Thì bảo khách là bà mặc ở bên trong rồi. Đây ạ, 130k kèm số điện thoại này mọi người. Nếu mà ai cao tầm 1m6 hoặc là hơn ấy, thì mọi người mặc thành dáng dấu quân nhá. Nguyễn Ái Linh dồn 130k này, xinh lắm. Chất len nét cực kỳ đẹp nhá. Nguyễn Ái Linh dồn đơn. Chất len nét. Thì có phải đơn ở đây không? Em có nhớ là bà có một cái đơn thật không? Thương mặc hai, thương mới thơ cho em. Cái này dơ nhá, cái này tay ren mặc bị lộ này. Có một cái em váy xòe màu xanh lá tay ren này. Cái này váy xòe nhá đây, em ướm lên này, em S6 nhá mà không ngắn đâu bởi vì đây là váy xòe. Tay ren nhá. Tay ren như này ạ, đây ạ, tay ren này. Tay ren mặc xinh lắm luôn này, màu xanh lá đậm nhá. Em bao nhiêu bạc? Màu xanh lá đậm này. Cổ cũng kiểu hơi kiểu cổ bá phân ý. Hả? Không mặc à? Tay ren. Cái này mặc bị lộ áo. Ờ, 6. Con này xinh à? 140. Cái này 140k nhá. 150 quên. 150.000 này. Nhưng mà size S thôi nhá. Cái phần này là chất len nét nhá mọi người, còn cái tay ren này cực kỳ đẹp luôn này. Nhưng mà size S thôi. Cái này chỉ size S mặc vừa thôi nhá. Chị nào lấy để 140 luôn được. Chị nào lấy em để 140 thôi bởi vì cái này size S mặc vừa thôi nhá. 140k này, size S này. Tầm 48 cân đổ lại. 48 cân đổ lại nhá, mặc nếu mà ai kiểu gầy gầy một tí ạ, tầm kiểu mặc size S đi, mặc cái váy này lên xinh cực kỳ luôn. Bởi vì đúng nó rồi. Xòe xòe tay ren. Chắc chỉ có đơn nhà mình mới bảo chị ơi chị vào xem thôi, bọn kia nó không nhắn đâu. 140.000 này, xinh lắm mọi người ạ, lên dáng thì mới đẹp. Tay ren này, ai lấy chút cho em là 140 kèm số điện thoại. 140 kèm số điện thoại, chất len cực kỳ đẹp nhá. Ai phần lấy để ren... số điện thoại cho em vào size S thôi nhá. Phần ren cũng rất là đẹp luôn. An Bình lấy gì mà để số đấy? An Bình sợ thử đi chế. Ai lấy 140 để số cho em nhá. Cái gì đấy? Cái tua rua. Ừ, tua rua. 130. Len tua rua này. Màu kiểu màu cái váy kia mà mặc lên chắc chắn đẹp luôn, nhưng mà phải thay hẳn đồ ra. Đây là cái len tua du này nhá, đây mọi người có thể mặc với cả. À tức là chị đã mua đơn này sau. Rồi xong sau với ao xe mới quay thì bà không. 130.000 này. Đây ạ, màu như này nhá mọi người. Màu như này này.
màu kiểu màu xanh xanh kiểu gì, xanh đậm đậm ấy. Mua hàng kiểu có tâm nhỉ. 130k này. Ai lấy chỗ cho em 130 kèm số điện thoại. Đây nhá, kiểu tua rua xinh, xinh rất là xinh này. Hà đang tạo công an việc làm cho tất cả chị em được ngồi chơi. À đây là tạo thời gian nghỉ ngơi. Relax. 130k kèm số điện thoại. Ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại này. Cái này mọi người mà có thể mặc với cả một cái quần sóc bò ở bên trong ấy, rất là đẹp luôn. Cái váy len màu ghi không ai không không ai chốt á? Ờ đẹp nhở. Len chữ này rất là đẹp luôn. Ồ rẻ vậy. Ờ len chữ này 100.000 đẹp cực kỳ luôn ấy mọi người ạ. Chất len đấy này. Thì vấn đề nếu gì? Mà mọi người không ai chỗ à? Bị điểm sao cho nghỉ như mệt thế. Không quay. Đứng nói rã cả họng luôn này. Kệ quay tiếp mấy mẫu đi. Ui giời. Bà vẫn đang hứng quay lắm à? Đây. Quá mệt mỏi. Một cái váy ren màu nâu này. Cái váy ren màu nâu nhá, đáp ren ạ. Đáp ren này. Ờ đang rảnh đấy, đi tìm đi. Tìm gì? Xinh xinh lắm luôn. Em bao nhiêu bạn? Hôm nay rảnh quá mà. Cái nâu này á. 150.000. 150k em nâu đáp ren này nhá. Đây ạ, đáp ren này. Mẫu này thôi nhá, sẽ thôi. Sẽ thôi, sẽ nhưng mà phải tầm 51 cân đổ lại. Tầm 51 50 cân, 51 cân đổ lại nhá. Size S 150.000 này. 150.000 nhá. Ren kiểu mọi người mặc lên dáng thì mới kiểu ở dưới đuôi cá mà ở trên đáp ren rất là xinh luôn. 150k kèm số điện thoại ạ. 150 kèm số điện thoại này. Ai lấy chốt cho em đi 150. Chỉ 150.000 thôi, chất lên cực kỳ đẹp. Thì chắc cái đấy đấy, váy đen chị bảo thế. Thế là kéo đen mà. 150k ren. Quỳnh Thị Thủy Tiên. Quỳnh Thị Thủy Tiên ạ. Đa đúng đi, vừa ghi vừa làm túi luôn. Váy là váy len màu ghi nhá. Váy len màu ghi có hai túi ở hai bên. Kiểu len lỗ lỗ này. Đây ạ. Kiểu len ở phần này lỗ lỗ nhá, ở phía dưới chân váy nữa. Ở dưới chân váy nữa này, xẻ xẻ mọi người mặc với cả một cái chân váy bên trong ấy. 130.000 nhá chân em. Em này 130.000 nhá, đây ạ, chân len đẹp luôn này. Hình như đúng cái này đấy, chị đang hỏi. Chân len đẹp luôn nhá, 130k này. Cái len tay thổ cầm đúng không ạ? Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. Ý của chị là đơn đấy còn trước hôm qua ở bên nào xem cơ em ạ. Ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại này. 130k ghi kèm số điện thoại nhá. Chất dày dặn cực kỳ luôn. Đây một con này xinh này, bảo Huỳnh Thị Tiên lấy này, đẹp này. Có em này xinh lắm, chị Huỳnh Thị Tiên có thích không này. Cái này chất mượt cực kỳ luôn nhá. Đây chân len kiểu mềm mượt dã man, co giãn 4 chiều luôn. Mày đi mà chụp đi. Tải ra sàn mà chụp chứ. Cái này bao nhiêu rồi bà nhỉ? 100 bao nhiêu? Cái này cũng size S nhá. 165k size S mặc vừa này. Nhưng mà chất nó cũng co giãn đấy mọi người ạ. Chất nó cũng co giãn nhá, 165.000. Kiểu có cổ kẻ kẻ này. Với cả phần tay, với cả phần chân váy nó chua rất là đẹp. Màu nó còn lạ đấy chứ, 165.000 nhá. Chân len mượt 165k này. Ai lấy chốt 165 kèm số điện thoại. Con này đẹp nhưng size bé quá. Ơ nhưng mà co giãn mà. Nhưng mà co giãn đấy chị ạ, chị bao nhiêu cân? Người nào khoảng 50 cân đổ về là mặc ok. Thôi bà xem nỉ nủng trong kia đi, đây cái váy len kẻ này. Đầy đấy thì không mặc, cứ bới gì lâu này. Len len nâu 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 cà phê. Em qua màu khác nhá. Váy len kẻ xinh lắm. Ê ơi, đài tí treo chị lên chị chụp ảnh nhá. Chị đang bị để bán giá 165 rẻ quá, may không ai chốt. Tôi thấy rẻ quá. Qua mẫu len kẻ này. Đó, quay chán quá rồi. Mất thời gian. Tôi chỉ thấy mất thời gian thôi, ví dụ là không quay tôi nhìn lại luôn, chốt đơn. Bao đơn trên tầng chưa chốt, đống dày kìa. Ở bên quay cũng nhanh nhỉ. Bên kia mà quay nhanh. Nhưng mà kiểu chốt anh nhanh quá cơ, một buổi tối ăn được 45 cái len, nhanh quá. Mặc mấy chục cái luôn đấy. Đây nhá, cái váy à, váy len nâu này. Đấy nhưng mà ý tôi là một buổi tối bán được 45 cái len, không phải nhiều đâu, ít. Đây. 145 à nhầm ba. 155.000 nhá. Váy len nâu này có giá 155k này. Màu ngoài đẹp nhỉ, màu trong cam bị xỉn xỉn.
155.000 này, ai lại chốt cho em 155k kèm số điện thoại? Thái Lan thì phải. Giọng nghe ai nó bảo tiếng Thái Lan thì phải. À hôm nay không lai giày đúng không? Hôm nay nhà em không lai giày đâu ạ. Váy này là 155.000 nhá. Chị Lê Lệ, chị có đủ giật, mày nghe đi, không nghe đâu, mày nghe đi. Em nghe xem sao. Nghe lên tai xem có sao. Chị Lê Lệ 150.000 này. Thế Nghệ An ấy. Một trăm năm mươi lăm k cho chị Lê Lệ này. Đỉnh cao vãi nhỉ, đỉnh cao của tiếng Nghệ An ta. Một cái váy nâu nhá, một váy nâu cổ 3 phân, dày chất cực kỳ dày luôn. Mặc cái này chất dày dặn lắm chị luôn này. Thích tháng 10 đẹp. Ừ, tháng 10 đẹp vãi. Mưa đấy. Là mưa ít thôi. Đây nhớ váy nâu 3 phân này dày lắm. 170. Con này đi bốt thì tuyệt vời luôn, kiểu cánh rơi luôn. Đây kiểu cánh rơi rơi một tí mà ở dưới kiểu bo bo ấy, rất là xinh luôn. Đi bốt, đi bốt xinh luôn nhá. 170 lẽ con này 190 được ấy, dày lắm. 170.000. Bán chi ăn cho mọi người 170.000. Màu nâu tây nhá. Ê các bạn ấy hỏi áo len, em lấy ít áo len cho Hàm mặc cái hàm áo len được không? Áo len là mấy cái bọc chân váy được đâu. Nói chung áo len đâu, mày để đâu? Em chuyển. Chị bảo này, ở ngay cái chỗ cây phơ, cây treo quần áo ấy. 170.000. My ơi, mấy cái cục tròn tròn ở chỗ cây treo quần áo ấy là áo len. 170k này, đi bốc sân sắc luôn. Áo len mới lấy hôm qua. Lan không, là chỗ hôm qua chị cũng lấy một bọc nó là áo len. Lan có đơn rồi, gửi ra đi. Ok, qua mau luôn. Em ấy, em đi cho mi bê một bọc thôi. Quay tí nghỉ. Quay áo lên đấy mọi người nhá. Ok, Lan này, Lan chốt kiểu 170. Quay nốt 1-2 cái váy len đi trong bọc này luôn đi. Váy body màu đen này vào mặc ấy. Mặc không? Mặc không? Mặc vì đi mặc ở chân váy đẹp không đẹp đâu. Thì có mặc không? Đi ở chân váy á. Không đẹp. Giờ đi, bảo khách. Váy len body nhá. Tại em đang mày mặc. Điên à? Cái em mặc ở chỗ cây quần áo cơ mà. Tại em đang mặc váy dày ấy. Thế nên là em sẽ không thử được cái váy body này. Không. Váy body nhá, váy len body này. Mi. Ở chỗ cây treo quần áo nó có một cái bọc cắm dọc xuống không? Ở dưới nó có bọc tròn không? Dáng đẹp một tí, mọi người mặc cái này cực kỳ tôn dáng luôn. Cái bọc cắm dọc. À mà kiểu dáng đẹp nhá, mọi người mặc cái này tôn dáng lắm luôn. À mà thích mặc kiểu body á, mặc cái này rất là tôn dáng này. Con giãn nhá. Mày dập ít túi thôi, mày thấy đúng chưa? Có linh cảm rồi. Cái này to co giãn thế nên là mặc kiểu tôn dáng luôn nhá. Mà chất đẹp nhá, không phải là bị lộ quần lót đâu, chất dày lắm. 140.000 thôi cho ai lấy. Đấy, chất dày dặn lắm luôn mọi người ơi. 145k này. Đi đúng. Bọc 140.000 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Váy body nhá. Ai mà hay mặc kiểu body. Cái váy sao này dư lại em ai lấy cũng đẹp mà. 185.000, tôi đã giảm giá đấy. Váy ngôi sao này 185k này. Mẹ Bin và chip để số cho em nhá. Chị Lan thì không cần được. Mẹ Bin và chip lấy cái váy màu đen. Chân váy nhà em hết rồi ạ. Đây nhá, cái váy len ngôi sao này. Giá 185.000 nhá, không thể bớt thêm được nữa bởi vì chất cực kỳ dày luôn. Con này đẹp lắm đấy nhá. Đây, chất dày lắm này mọi người ơi. Chất len dày dặn lắm luôn nhá. Cầm nặng tay lắm luôn này. Chị không lấy em để mặc. 185k. 185k nhá, mẫu này. Mẫu này dưới 62 cân đổ lại cũng mặc vừa bởi vì form nó kiểu rộng một tí. 185.000 nhá. Ai lấy chốt cho em 185 kèm số điện thoại này. Lan này. Chị mẹ Bin và chip để số đi, chị mẹ Bin và chip. Con này nó vừa ra cửa hàng cái váy 159.000 mà lại bán phóc 115. Nhìn nhầm. Mình rõ là mình nhìn. Bán đi không phải giải thích 130. Bán đi. 130.000 này. Cái này kiểu dáng á, dáng áo dấu quần nhá. Bây giờ em M6 mặc kiểu bằng cái chân váy ở bên trong luôn. 130.000 này. 130.000. Chị mẹ Bin và chip cũng để số, em hủy đơn, em hủy đơn đi, đỡ phải làm đơn. Chị không để số đâu, chắc chắn là không xem nữa. Lên này 130 này. Hay nhỉ, mọi người cứ đặt xong rồi phát là 130.000 này. Không để số thì chốt làm sao được. Ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại. Váy len màu đen nhá, có hình họa tiết. Có hình họa tiết. Cái này đi bốt lên đẹp, tôi thấy bà mấy đứa bà bốt cao cổ không? Không, tôi không phải đi bốt.
bốt thấp tôi không có. Hôm nào sao tôi mang bốt cho bà đi đến đây cho tôi, xong rồi bà mặc vào áo này tôi thể mặc bà khách chốt được mầm. Bởi vì đẹp mà, mặc vào đẹp mà. Tinh chảnh. Đây. Mình không quen đi bốt để đi thử xem có đẹp không. Mẹ Bi vào chip để số kìa. Cái này 130.000 này mọi người ơi, 130k này. Đang bởi vì cái này là body, thế nên là cái này của em là chân phải xòe. Mặc thử đi. Tại bạn ấy đang mặc chân váy xòe, nhiều khi như cái váy ngắn nó khó mặc. Mặc nó lại lên dạng xấu ấy, mọi người lại thấy cái váy xấu đi thì làm thế nào? À cái đấy thì nếu mà chị nào thấp thì mặc thành váy, còn nếu mà cao thì mặc thành áo dáng váy để đi bốt ấy, đẹp lắm. Mặc lại cái tu rùa cho mọi người nhá. Cái này mà ngắn ngắn một tí mọi người đi bốt thì quá đẹp. Đi bốt đến đầu gối thì đẹp vãi. Chất mùa đông mọi người chỉ mặc cái đấy thôi. Mặc kiểu đấy đẹp mà ấm nữa, đi đường. Tôi toàn mặc kiểu đấy đấy. Bây giờ thì chịu rồi. Bây giờ mặc kiểu đấy thì kinh lắm. Năm sau. Bụng thì to. Ồ kinh à? Ờ. Kinh lắm. Tua rua này, áo len tua rua màu xanh rêu này. Màu đây là gọi màu xanh lá chứ. Sale 155.000 nhá, 155.000 sale đấy. Tua rua ở dưới, cái này đi bốt cũng quá đẹp luôn này. 155.000. Đi bốt xong rồi nó tua rua. 155.000. Áo chữ mẫu mặc là 7 à 85 à? 85. Áo chữ em mặc là 85k nhá. Chất rất là chất kiểu chất rất là thích luôn, chất thích ý. Không phải chất mỏng đâu, không phải chất chị giấy đâu. Chị không bị massage đâu, biết sao không? Tóc chị đang sạch, hôm nay chị mệt quá. Tóc sạch thì nó sẽ bó lên á. Tóc đang sạch kiểu nó ra nó bóp ở lên cổ vai gáy xong cả đầu này thì nó bị bẩn tóc ấy. 100 bao nhiêu nhỉ? Tóc vừa đi hôm đầu hôm qua. 155.000 này mọi người ơi, chất đúng, cực đúng kỳ qua. Thích luôn, chất len nét nhá. Chất len nét cực kỳ thích luôn, 155.000. 155. Đẹp này mọi người không ai chốt à? Không, này mặc con màu mận này đi. Và màu khăn luôn, cái này mặc hai lần rồi. Mặc cái con này này. Cái này tôi thấy đẹp mà. Cái này không mặc được bởi vì mặc áo dài rồi. Thì dơ thôi, con này thì. Cái này thì từ hot bán hết hàng từ lâu lắm rồi. Đấy là hàng Quảng Châu, nó lẫn một cái vào đây. Có chắc khoảng đấy không? Ờ. Mặc nhanh lên cái màu đỏ kìa. Tôi tưởng là dơ đã. Mặc qua mẫu màu đỏ này. Thì đang quay phải đứng lại kìa. Cứ cầm nó ra phải chỉnh tóc. Thì phải không, đều ai quan tâm. Đều ai quan tâm. Bà không thấy mỗi lúc tôi cởi áo ra. Nhưng mà không ai quan tâm. Người ta chỉ xem áo nữa. Về lại. Em có thấy không, kể cả cái thao tác mặc đồ chị rất là nhanh nhá. Quay phải quay nhanh, khách nữa buồn ngủ tôi ra đấy. Bà phải xem mấy bạn ở trong Sài Gòn mà quay lại. Đây đây. Ôi, quay như ăn cướp. Đây nhá, cái áo len màu mận mận. Áo len màu mận mận và đằng sau dài hơn này. Cái gì cơ? Kiểu có một bạn đứng trong một bàn sau, đưa một áo sau để mặc. Đúng rồi này, không, tôi thấy như này này. Cứ giơ tay ra rồi có người mặc tuột 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 liên tục luôn. Liên tục luôn đấy nhở. Nhanh lắm mà. Kiểu cứ giơ hai tay ra có người mặc. Tôi chẳng hiểu là bán kiểu đấy thì tư vấn kiểu gì. Ừ. Cái này nhá, thoát luôn. Cái áo len này nhá, áo len màu kiểu màu mận mận nhá. Xin Hạ Long 30 đến 35 nghìn nhá em nhá. Kiểu màu mận mận nhá. Cái này có giá là bao nhiêu? Thôi nhá, từ lần sau nhá. Đừng có bán hàng, vừa bán hàng vừa nói chuyện. Con này chuyện nó hỏng. Không có nói chuyện liên quan gì đến này. Cái này bao nhiêu? 135. Cái vạt này à, kiểu 140.000 quên. Mặc cái vạt này ạ, kiểu chân dài lên ý. Kiểu rất là tôn dáng luôn. Kiểu đây ạ, mọi người nhìn thấy không? Chân dài lên ý. Có giá là 140 à? 140.000 nhá. Hỏi chị ông tôi pha 180. 140k. 180 đâu, cái này là 155 mà. 140.000 cái áo em đang mặc, cái váy em đang mặc nhá. Không đây mặc lại đâu nhá, xương rồng nhá. Bạn mà mua thì bạn xem lại live stream giúp mình. Cái này em mặc ở ngoài xinh cực kỳ luôn ý. Màu ở ngoài rất là đẹp luôn mọi người ạ. Màu ở ngoài rất là đẹp luôn nhá. Đây ạ, cái vạt ở đằng sau này. 140.000 nhá, chất đẹp. Kiểu dài chân dài. Chị Hồng cho ông pha chắc comment nhầm, chị comment. Cái này nhầm. Mọi người đi bốc cũng đẹp luôn. Tôi đi chốt rồi, khổ quá. 160. Bà 160. Bà cứ tôi bảo có người chốt rồi đấy, chốt rồi mệt quá. Nhiều khi bị quá đà, nhiều khi không thèm nói gì, nhiều khi nói rõ lắm. Giờ nhá. Ở cái này giờ đi. Cái này hàng Quảng Châu này mọi người ơi, cái này hàng Quảng Châu nhá, cái mẫu này hot lắm luôn này. Mẫu này là hot trong hàng Quảng Châu nhưng nó trong kiện hàng si nhưng mà chất đẹp lắm. Này. Chất đẹp ra mang luôn. Đây đằng sau này, đằng sau thắt nơ. Sau thắt nơ nhá. 150.000. Mẫu này mẫu hàng chất len cực kỳ đẹp luôn này. Được chưa, hàng Quảng Châu bán 165 đấy. 150.000 chất đẹp lắm, chất vẫn đanh và lì luôn. Rồi lên. Mẫu này là 58 cân đổ về. 58 cân đổ lại này. Mọi người mặc cái này ấy, mọi người mặc
cái này xong mọi người khoác một cái áo dạ ở bên ngoài rất là đẹp. Mặc 160. Ờ, hoặc là mặc một cái áo dài tay bên trong ấy mọi người. Sting mặc. Rất là đẹp. Con này xẻ mặc quần này. Cái này em mặc luôn nhá. Không mặc làm gì cái mặc quần legging ấy. Cái này nhá mọi người ơi, cái này mọi người có thể mặc quần legging hoặc là mặc với cả chân quần da cũng được nhỉ. Quần sóc da cũng được. Hoặc là quần legging cho em nhá. Vì nó xẻ ở bên này nhá, mọi người mặc quần sóc da hoặc là mọi người mặc quần legging rất là đẹp. Màu đó thì đây này hơi phai thì nhưng mà không nhìn thấy đâu đây, các chị nhìn thấy không, đây em rơi nhá, đây là không hề lộ, sale luôn còn 110.000 cho chị nào lấy chất len ép màu be rất là đẹp, chất len ép này đây ạ, sale luôn còn 100.000 cho ai lấy nhá, chất cực kỳ đẹp, chất len ép không nhìn thấy đâu, nói chung là không nhìn thấy một cái vết nào luôn ấy, 100.000 nhá, 100k luôn này, em cảm ơn chị Nguyên đổ lại vân ạ, 58 cân đổ lại 100k, đằng sau con này chất đẹp lắm. Đằng sau là trơn, nói chung là nó vì nó xẻ này nó rất là dễ mặc với kiểu quần sóc da, quần sóc rủng. À đây xương rồng ơi, dơ lại được cái mặc lại được không nhá. 100k đã có người lấy. 100k chị Y Bình Phạm. Váy ghi lên chất len nét nhá. Có hình cô gái. Mặc vào. Có hình cô lùi gái. Lùi mặc. Chết chưa? Ý tôi là bà dơ này cho khách xem lại, còn cái đấy là bà mặc vào. Dơ luôn. Em sẽ mặc rất nhanh mọi người ạ. Mặc cái này. Em tự an ủi bản thân em đi. Lạnh thế nhở? Nóng vãi. Vãi này. Người lạnh một người nóng. Váy cô gái, váy màu ghi chất len nét nhá đây ạ. Ô, con chất len nét này, hình cô gái nhá. Hình cô gái 190.000. Hút thuốc. 190.000 chất len nét cực kỳ đẹp. Ở đằng sau có xẻ nhá. Có xẻ để cho mọi người kiểu ngồi nó dễ. Để mọi người ngồi nó dễ, 190k này. Đây này mọi người ơi, chất cực kỳ đẹp luôn nhá, chất len nét này. 190 này. Hai mẫu nhá. Chân váy chữ A Sting dâu chỉ còn size S thôi. Hai mẫu luôn nè. Mà 190 của chị Lan Lan. Chị Sting dâu chỉ còn size S thôi, tình yêu ạ. Chân váy chữ A mà có quần, em dâu lại cái này đi cho khách xem này. Đây đây, chửi ra. 190 này. Chửi bịa. Không có nữa. Cái xanh kia đấy chị ơi, cái còn đẹp vãi ra, hơn 2 lít vẫn bán được cái chân dày. Chân dày nhỉ? Cái màu rêu tua rua đấy ạ. À cái ngôi sao chị Lan lấy được đúng không? Màu rêu tua rua chị thích màu ghi à? Màu rêu tua rua 155 đây nhá. 155k đấy ạ. Size S thì khoảng 50 cân đổ về chị Y Bình Phạm sau chị tình chị yêu ơi. Đồ bên đồ lai bên đây đã thành thì nếu mà chị chốt rồi. Nếu mà có nhân viên chốt rồi thì là ship rồi. Tua rua này, 155.000 đấy ạ. Chị nào vừa hỏi nhỉ? Đây nhá, chất này, chất len dày dặn này. 100k, màu xanh. Váy xanh đuôi cá 100k luôn này. Cổ ba phân nhá, cổ ba phân. Đuôi cá 100k. Ai lại chốt cho em 100k? Bà đưa bọc vào lên, tôi bóc trước 100k mà. Kèm số điện thoại. Hình như cái tua rua này giống cái tua rua đấy đây này. Màu nâu nâu à. Ok, Sting dâu là chân váy size S này. 100k kèm số điện thoại này. 100k nhá mọi người. Phương Anh Nguyên có đơn rồi à? Phương Anh Nguyên có đơn rồi à? Áo em đang mặc là 85.000. Bà lấy cái nỉ bên trong đi, trong đấy còn nhiều len mà hôm qua tôi chưa mặc được. Em mặc áo nỉ nhá. Có cái nỉ này mọi người cũng thích nỉ đúng không? Nỉ mũ nhá. Ở bên này thì không thích nỉ lắm đâu. Thế á, ở bên kia còn thích nỉ. Nỉ mũ kiểu hoodie. Ở bên trong lót bông. Chị màu xanh than bên trong lớp bông nhá. Bảo chị lấy cái này fix cho chị còn 70.000 nhá. Bảo các chị về giặt hộ. Chị Phương Anh Nguyên ơi, nó bị một cái vết ở đây này. Sát nách em fix luôn. Nó kiểu sát nách ấy, ở chung cũng không lộ đâu. Chị lấy thì em fix cho chị. Chị lấy thì em fix cho chị luôn còn 70k nhá. Chị có lấy được không ạ? Mọi người về giặt được đi là mờ mà. Mọi người à, chị lấy em fix 70.000 luôn nhá. 70.000 luôn nhá. Chị còn 70.000 đi ạ. Chị còn 70.000 luôn nhá. Ai lấy thì à, chị lấy thì comment lại cho em. Thích luôn khoảng 70.000 cho chị nhá. Ai 8, chị... thôi được rồi, cứ bỏ qua đi. Bà bán đi. Áo nỉ mũ này ở bên trong lót bông nhá. 17 chạy giống hệt. 140. Áo nỉ này ở bên trong lót bông này, ở đằng sau có mũ nhá. 140.000 này. Chị thích len, cực thích mùa đông ấy. Nhìn len sướng cực đẹp ơi. Nỉ này mũ nhá. Ok kìa, chị lấy 70.000.
Rồi đơn mấy cái rồi kìa. Đây ạ, bên trong 3 rồi chị ạ, 3 rồi chị ạ. Bên trong lát bông cực kỳ ấm luôn nhá, 140.000 này. 140.000 mẫu này. Cởi đi. Mẫu này 55 cân đổi lại, 54 cân đổi lại. 54 cân đổi lại nhá, 140. Áo khoác này, bà nào. Xinh mà. Chất này nét này. Từ từ nhá. Cái này hơi bó. Không có lên. Thôi được rồi, nếu mà các chị thích quay nhanh thì em cho các bạn thì dơ thì càng tốt. Dơ thì càng đỡ phải mặc mọi người ạ. Mọi người thích mặc cái nào thì bảo em mặc. Ok, Lê Mỹ Trang ơi, tí nữa mình mặc khổ quá. Quay live stream xong bên chị mới chốt đơn nhá. Khoác áo len đi. Áo khoác len này mọi người ơi, rất là xinh luôn, màu đỏ. Chân len ép nhá. 201 đấy. Cái này sai chị ép nhỉ? Chị là 4 cái chứ. Chị có cái váy kẻ xanh 165 này. Một cái rêu 170. À đâu, cái váy cam ren là 170. Ờ đúng rồi. Đúng rồi bà. Đấy là nâu cam, mày cam ren là khác chị đâu, cam ren là cổ này. Cái này nhá, cái 170 là một cái váy vừa fix ạ. Khoác len đỏ này xinh lắm. Cái này size S thôi nhá. Nhiên bui gộp cái nỉ 140 đâu rồi? Size S 52 cân đổi lại thôi ạ. 201 chân len ép. 210.000 nhá. Giống hệt cái hôm 201 chân len ép này. Đây này mọi người ơi, chất len ép đẹp lắm này. Màu đỏ mặc cực kỳ nổi luôn nhá. 210.000. Cái này đằng sau à? 210.000. Đằng trước à? 210 này. Sau nhỉ? Xinh lắm mọi người ạ, mặc với cả kiểu váy body cũng đẹp. Này bà dơ đi, cái này một mặt trơn đằng trước, mặt hình đằng sau. Huỳnh Thị Thủy Tiên 210. Áo len này. Hình đằng trước à? Hình đằng sau ấy, hình đằng trước chẳng biết. Ở hình đằng trước. Áo len nào, hình cô gái nhá. Kiểu vạt như này này, mọi người mặc. Ok, nỉ mũ rồi, huyên bui rồi, nỉ mũ rồi đúng không? Ừ. Mọi người mặc với cả quần legging hoặc là chân váy như em đang mặc cũng rất là đẹp nhá. Đây. Hình cô gái này. Đằng sau trơn nhá. 130.000. 130.000. Ai lấy comment có thể mặc hình trơn đằng trước được. Ở hình trơn đằng trước ấy. Bởi vì cái và tính ngắn hơn. Cái nỉ. Nói chung mọi người mặc với cả em thấy mọi người mặc kiểu nào cũng được ấy. Rồi ok, 130k đỏ nhá. Tiếp đi. Nâu này. Len nâu nhá. Ở phần tay nó kiểu đây, phần tay nó màu nâu này. 140.000 này, chất len mềm. Không mặc vào không được đâu, phải mặc vào mới lên được giá. Chất len mướt cực kỳ này, 140.000 này. Mặc đi, mặc lên ngắn nhanh mà. 140.000 mặc nhanh lên nhá. Hào chậm lắm chút thì. Nhìn cái cử chỉ của bà mặc chậm ấy. Tôi bị lề mề. Ờ đúng đấy. Ở nhà tôi cũng phải thế. Đúng rồi, tôi cũng thấy bà lề mề. Hẹn 12 giờ tầm 12 giờ rưỡi. Đây ạ, lên nâu lên dáng này. Thì đây 15 phút. Trừ cái hôm nào bà xin tôi nghỉ nhiều quá, bà ngại quá, bà toàn đến sớm. Không phải như thế mà. 140.000 nhá, con nâu này đẹp luôn này. Chất đẹp nhá. Màu này tây tây mọi người ạ. 140.000 màu này quá đẹp luôn. Nâu pha xanh đẹp này. 140.000 nè. Mọi người mặc, nói chung là len thì mọi người mặc với cái gì thì tùy mọi người thôi, bởi vì rất là dễ mặc. Màu vàng. 140.000 nhá. Màu vàng này dơ nhá. Ai lấy chốt cho em đi ạ. Màu vàng này dơ nhá. Ai lấy chốt cho em. Dơ thôi, 140. Màu vàng này. 140.000 luôn. Huỳnh Thủy Tiên. Màu vàng nhá, màu vàng này cũng 140 này. Có len trắng Linh Linh ơi, chờ chị tí. Len nâu hết rồi nha mọi người chốt nhanh tay lên. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Đây nhá, len màu vàng này cũng 140 này. Ai lấy chốt cho em là 140 vàng kèm số điện thoại. 140 vàng kèm số điện thoại này. 140 vàng nhá. Cái này là màu vàng, 140 vàng. Thay đi, sting dâu. Thay anh lên. Đâu nữa chị. Ơ, chị giờ tinh dâu ơi, 140, len đâu à? Đi đưa vào đấy. Len nâu hết rồi mọi người ạ. Nâu nè. Len ngắn cũng rất là đẹp. 140 vàng của chị Y Bình Phạm nhá. Y Bình Phạm. Len ngắn cũng rất là đẹp luôn, chất mướt cực kỳ. Chất cực kỳ mướt. Thì gộp đơn cho chị có thể luôn. Này. Gộp đang cân lên. Sao anh nhìn chứ, bảo đơn chị ra này. Ở nặng như thế mình phải chịu bao nhiêu tiền rồi. Len kẻ xanh này. Len kẻ. Len kẻ xanh. Coi lên nhà Lanh tốn tiền quá.
Nhưng mà lên đẹp 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 thật, 135.000. Đây ạ, chất len này, chất len. À 130.000 quên. Chất len đẹp lắm. 130k nhá. 130k đằng sau này. Mẫu này chỉ tầm dưới 52 cân đổi lại thôi ạ. Mẫu này 52 cân đổi lại con này nhá. Con này dơ này, chất len ép. Mẫu này 52 cân đổi lại nhá. Len kẻ xanh cái gì màu mận. Đây, đây, đây. Có phải là cái đang mặc không chị? Nếu mà chị lấy em để chị 125.000 luôn. Cái này chỉ 52 cân đổi lại thôi nhá chị nhá. 125.000 nhá chị Cú Niêu, nếu chị lấy dơ đi dơ đi. Len màu mận này, len màu mận chữ nhá. Cái chị để chị trả lời thôi. Len màu mận chữ thì này. Này cái này là váy nhá mọi người, cái này là váy nhá. Cúc vậy. Và sau dài hơn này. Bao nhiêu? Hả? Len váy nhá. 140. 140.000 nhá, len váy 140 này. Okay, chị Cú Niêu này 125. 140.000 này, váy này 140.000 nhá. Cái này chất đẹp lắm. Nào, chân lên hết, chân lên hết. Cởi đi, cởi đi, nhanh lên, cởi đi. Tăng tốc à? Chị à, chả tăng tốc nhanh lên của mình. Em sẽ đẹp tăng quá. Tốc để em nghỉ. Đây, cái này, cái đẹp này, mồi tay. Kiểu... Chị lạnh quá, mặc này vào ấm rồi người. Lạnh đấy. Lên, lên, lên. 25, Cú Niêu ấy. Khoác mà. Là khoác, mặc cái đi, là khoác. Váy này 150.000 đúng không? Chị Y Bình, à váy, váy 140 chị Y Bình Phạm. Váy 140. Chân len mượt. Người nghiện nhà mình như chị Khoai đấy ca. Chân len mượt mượt mượt, rất là mượt mượt mượt. Chị gọi cho chị Khoai. Kẻ này. Bà chị ơi, để cho mình rủi ra. Bao bao nhiêu bà ơi? 135. Ui, chất thích, thích quá. 135k này, chất thích lắm luôn nhá, chất mềm. Mẫu này cũng 52 cân đổi lại cho em nhá. Mẫu này phao cũng bé 52 cân đổi lại cho em này. 130 à? 35. 135k này. 135 nhá, 52 cân đổi lại 135. 135.000 ạ. Ai lấy cho thêm 135 kèm số điện thoại này. Nghiện nghiện rồi chứ gì nữa. 135 này. Ok. Có cái nào 120 đâu nhỉ? Chị Yên Yên đâu? Chúc gì 120. Ờ đi khoác đi, khoác đi. À khoác. 135 chị Mi Sun. Mi Sun. Khoác lên nhá mọi người. Khoác lên đen. Khoác lên họa tiết màu đen. Lên chân lên em. Đây nhá. Chân lên em 145. Tay lỡ này. Chân lên em nhá 145. Chân lên em. Chân lên em 145.000 ạ, họa tiết này. 145k này. Ai lựa chốt cho em 145k kèm số điện thoại cho em. Chân lên em nhá mọi người mặc. Ơ chị Y Bình Phạm ơi, chị chưa mua lên nhà em bao giờ á? Bên hôm trước đấy là cái gì? Thay đi, thay đi, thay đi. Chị Y Bình Phạm 145, ôi dồi ôi, chị yên tâm đi. Có khách em thề em không, em đưa em mất lộc nhá. Có khách phải mua gần 100 triệu tiền len nhà em rồi. Em khẳng định luôn. Phương Uyên đến quá gì. Cả mùa đông năm ngoái bà hiểu nhá, tuần nào cũng mua 5-7 triệu. Tuần nào cũng mua thế, đều nặng luôn. Áo khoác màu bê bê. 30 triệu rồi. Màu kiểu màu bê bê trắng trắng nhá. Mua nhiều lắm luôn ấy. Chị Khoai đại ca cũng mua nhà mình nhiều này. Chị Lam Phong mua chắc cũng phải mấy chục rồi. Mấy chục triệu tiền lên nhà mình rồi. Có khuy cài như này nhá mọi người. Mọi người có thể cài khuy như này này. Đó, rất là xinh đúng không ạ? Bao nhiêu nhỉ? Có lên trắng đúng không? Để cho xem trước nào. 140 tiếp. 140.000 luôn nhá. Ai lấy cao hơn sần à? Sần thì sale 120 ở vai ấy, đúng không? Bên vai phải. Một tí thôi, thực ra là cũng không lộ đâu. Ờ nó hơi bị phai. Các chị ơi, cái này em sale còn 70.000 cho chị nào về tẩy nhá, một tí thôi, bị một tí đây đâu này. Hồng hồng hơ hơ hơ. Thực ra là không không tẩy cũng chẳng nhìn thấy đâu. Chẳng qua nhà mình đang nhiều đèn ý, chứ mình thường không nhìn đâu. Hơi hơi hồng hồng nhá, fix cho các chị. Còn 70.000. Fix 70 luôn nhá. Ai lấy chốt nhanh cho em. Ai lấy chốt 70 này. Rồi ai lấy chốt trên là 70, fix cho 70 luôn quá rẻ. Đấy, áo black này. 70k chị nào về tẩy nhá, chịu khó tẩy của em với. Nhà em nhiều việc quá không. Cho chị cái ấy với. Cái sạc. Len kẻ đỏ chữ black này. Huỳnh, Huỳnh Thủy Tiên. Len kẻ đỏ mọi người ơi. Chữ black nhá. 130. Cái này 55 cân đổi lại. 130.000. 55 cân đổi lại 130k. Bởi vì len này len co giãn nhá, 55 cân đổi lại này. 130 này. 130 này, ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại này. 130 nhá. Cởi đi thay luôn, thay luôn. Bà chỉ cần mặc lên mọi người xem dáng thay luôn để bọn mọi người tự thế đi là hàng là chờ người chốt. Ờ đúng rồi, tôi cũng thế. Kệ nó nhảy comment, nếu có ai chốt thì nhìn dáng là mọi người cũng biết rồi, bà phải tăng tốc kiểu như thế nhá. À, tức là bà mặc lên. Bà mặc lên nhá, đọc dáng, đọc chiều cao cân nặng xong bà cứ vứt ra đấy. Ai chốt thì chốt được không?
Bởi vì do mạng nó nhảy chứ còn không phải do mình đâu, nhiều khi như thế. Chị Bình ơi, chị sau nhá chị yêu ơi. Đây ạ, à, khoan len đỏ viền ngọc nhá, đây ạ. À. Con này khoan len mỏng. Viền ngọc này, khoan len kiểu một chân mông tôi ghi mỏng nhá. 100k. Chân mông tôi ghi mỏng 100k. 100k này, đằng sau nhá, len đỏ cực kỳ xinh luôn này. 100.000 kèm số điện thoại ạ. Đây nhá, em cho mọi người xem lại cái viền ngọc này. Chất len mông tơ ghi mỏng nhá. Chất len này không phải mông tơ ghi đâu. Đây, nó là len hẳn thôi, nhưng mông tơ ghi cái gì? Chất len mỏng. Mông tơ ghi là cái loại giống mấy cái áo màu đen đen sương sương trước ấy. Cái 100k. Quay nhanh khách nữa buồn ngủ ấy. Mình xem mình cũng buồn ngủ. Đây. Áo len tiếp cho mọi người. Áo len màu mận này. Bà bảo mông tơ ghi mọi người sợ mỏng quá. Áo len đẹp quá thì chất đẹp vãi. Chất len đấy mọi người ạ, không phải mông tơ ghi. Len đấy, không phải mông tơ ghi đâu. Còn nhiều đỏ đi. Hết đỏ tươi sang đỏ mận. Cái này màu mận đậm nhá, mận chín. Tay họa tiết này. Mẫu này chỉ tầm dưới 48 cân đổ lại nhá. Chất len dày nhá, 135.000. 48 cân đổ lại nhá. 50 chứ, bà mặc con hơi rộng này. Hay mình mặc áo trong là thế. Ờ, tầm 50 cân. 50 cân đổ lại nhá mọi người. Mẫu này 50 cân đổ lại này, đây ạ, màu mận nhá, đứng gần này. Màu mận nhá. Màu mận như này này, họa tiết này. 100k này là ai nhỉ? Dưới 50 cân đổ lại. Phương Linh của chị qua đâu? Ai này khoan lên 100 để số nợ cho em này, chị ơi, chất đẹp lắm luôn. Không có một lúc là Phương Linh. Em qua mẫu khác nhá. Mẫu này là 100 bao nhiêu nhỉ? 35. 135.000 nha, lấy quá rẻ luôn. 50 cân đổ lại 135. Quá đẹp cho một cuộc tình. Giờ hãm. Len đỏ này. Ok, cái áo len 130 gãi chốt rồi nhỉ. Bắt đầu nóng rồi đấy. Gì đấy? Trong kia có len trắng đấy, hôm qua quay. Áo len đỏ nhá. Khoác len có cúc nhá bạn nhá. À không, khoác len không có cúc. Không có. Ừ, không có. Len đỏ này 5-6 cân đổ lại ạ. 5-6 cân đổ lại này, tùy chiều cao nữa nhá. 135. 135.000. Gấp cái tay đi mà. Tay gấp mà, tay gấp đấy. Để em gấp tay lên để cho mọi người lên dáng. 135 chất dày. 135k nhá, đây ạ, chất cực kỳ dày luôn. Đây nhá, chất dày lắm này. 135 này. Trong kia ra quay cho nốt đi nhá. 135 này. 55 cân, 56 cân đổ lại, 55 cân, 56 cân đổ lại nhá. Con này dơ này. Dơ này. Nhỉ. Len này. Cái váy len này nhá. Đây đằng trước đây. Váy len ạ, à, váy len kiểu màu hơi nâu nâu một tí này. 130.000 là 130 đã sale nhá, bình thường mấy len dài là 150. Cái này 130.000 này, màu kiểu màu hơi nâu nâu mọi người ạ. 130.000 này, ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. 135 là cái gì đấy? Là cái bà đang mặc đấy, chị Thu Hương Nguyên. Cái này 130 nhá, ai lấy chốt cho em này, đây ạ. Đã sale nhá, chất len cực kỳ đẹp. 130 này. Đi không khoác kéo len đỏ. Nguyễn Ái Linh chốt cái 130 nhá. Nguyễn Ái Linh này, lấy cái len nâu 130 này. Khoan len đỏ có mũ nhá. Con này chất mỏng hơn cái 200 nhá. Nhưng mà vẫn là dày nhá. Đây là có mũ đằng sau này. Chất đâu đi. 150.000 mọi người ạ. Khoan len này 150k này. Ok, chị sở tinh dâu. Cái này phong hơi bé, cái này chỉ em tầm... Em ơi, chị sở tinh dâu qua lấy. Cái này, đơn, chung cư cái này 52 cân đổ lại nhá, 52 cân đổ lại này. 150.000. Mấy tầm mấy giờ chị qua chị ơi? 52 cân đổ lại 150k. Khoác len đỏ có phải 90.000 đâu, 100 à? 150.000 em khoác len đỏ này nhá. Chất đây. 150.000. Coi nhanh đi, qua mẫu nhanh không nghỉ đi. Mặc lên chưa nhá? Ờ mặc đi. Tôi nghĩ đằng sau ấy. Mình chết đi. Hình. Ok ok chị, khoảng 5 giờ. Sở tinh dâu tìm dần đơn đi gì.
con ran bị hút điện này. Ờ, cái mộ này hút điện. Mùa đông mà mặc cái nó hút nó dính hết mọi người. Tôi cũng có mất. Tôi có mấy bộ liền mua. Kiểu mặc mùa đông ấy nhỉ? Hút. Mùa đông hút lắm. Mà mùa hè thì mặc quần áo dài không thích. Đây ạ. À. Đúng không? Đúng đấy. Nhỉ? Ờ. Áo cô gái nhá, màu len đỏ này. Ba. Kiểu cánh rơi rơi một tí nhá, mặc rất là xinh luôn. Mọi người mặc với cả cạp cao nhá. Quần cạp cao hoặc là chân váy cạp cao như đang mặc này. 130.000 này, đây ạ. Mà chất len cực kỳ đẹp luôn nhá. Chất len rất là đẹp luôn, 130 này. Ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại. 130 kèm số điện thoại này. Quan luôn mẫu khác nhá, đây mọi người nhìn lại giá đi. Xe con này 130.000 luôn, dáng váy. Em len này nhá, len dáng váy này 130k luôn này. Dáng váy 130k này nhá. Y Bình Phạm áo 1, áo 130 nhá, Y Bình Phạm 135, à nhầm 130.000 em váy này nhá, 58 cân đổ lại này. Em váy này len co giãn 58 cân đổ lại nhá, 130.000 này. 130.000 ai lấy comment là váy len 130, con này chất cực kỳ dày luôn nhá. Cái này cũng được sale rồi đấy. Cởi đi vào. Nhiều màu đỏ nhá. Áo len ngôi sao. Áo len ngôi sao này. 90. Đẹp lắm. 90.000 nhá. Tay lên lên. Kiểu ngắn một tí, mọi người mặc với cả cặp cao nhá. 90k, ai lấy comment nhá, 90k thay luôn bà ơi. Đi. Đỏ cô gái hết rồi ạ. Nỉ nhá, một sao này. Xen một mẫu nỉ vào này. Nỉ đen, mũ. Mặc áo nỉ mệt lắm, con nào Vinh mặc em cũng mặc nỉ đâu. Không nhận là lúc cởi ra cũng khó. Nỉ không mũ thì dễ mặc thích. 90 chị Thu Hương Nguyên. Nỉ nhá, nỉ mũ này. Nỉ mũ màu đen nhá mọi người. Ở bên trong lót bông này. Bên trong lót bông nỉ mũ. Hơi sần ở bên sườn. Ờ. Hơi sần, nó sờ vào mới thấy thôi chứ nhìn thì mắt thì không thấy. Ở bên trong thì không tính. Bên trong sần. Bên trong thì quan tâm gì. Còn bên trong thì lót bông thì không, cái nào cũng thế. Áo này 130.000 nhá, 130.000. Chị áo lấy em để 125.000. 120.000 đi nhá, 120.000. 120 luôn nhá mọi người. Sao? Ai lấy chốt cho em 120 kèm số điện thoại. Em đi ở mua. Tại cái em đai con Phương á, con Phương á. Làm có lương ngang lương không? Tức là khách cọc 50.000 rồi nó không trừ tiền cọc đi. Thì anh kiểm tra em là thu hộ bao nhiêu? 150 có ai lấy không ạ? Chất tức là bà chỉ lấy 1 cái được à? À đâu, 120. 120 nhá. Em cao 1m6 nặng 48 cân ạ. Em cao 1m6 nặng 48 cân này, 120.000 này. 120.000. Con này đẹp luôn. Váy len con này đẹp đấy, sale nhá, dơ nó được. Phương Linh lấy nỉ mũ đen để số nhá. Bạn có lấy cái khoác len này không? Bạn có lấy cái khoác len này kèm không bạn ơi? Bảo anh Nguyễn sau. Giờ đi. Len ghi pha kẻ hồng này. Váy. Váy len nhá, cái này là váy len cổ 3 phân như này ạ. Cổ 3 phân nhá. Sale 130. Xem 130k này. Chất len cực kỳ đẹp này. 130.000 nhớ. Ai lấy chốt cho em 130 kèm số điện thoại. Đây ạ, chất này. Cái nỉ đen này nó hơi bị sần một tí nhá. Thôi bạn nào lấy nỉ đen mình sale còn 110.000 luôn cho mọi người. Dực cực kỳ dày luôn. 110.000 là quá rẻ. Phương Linh không để số, mình chuyển cho người khác luôn nhá bạn nhá. Chỗ toàn không để số điện thoại. Cái này 130.000 đúng rồi. 130.000 này, cổ 3 phân rất là ấm luôn ạ. Chất đẹp luôn ấy. Chất len này. Không chê được vào đâu. Để ở trong kia đi, khóa lên đâu mà. Chưa luôn. Giờ cũng được. Áo len nâu tu rua nhá. Cái này là áo mọi người ạ. Đây nhá, mặc với cả chân váy như em cũng đẹp này. Bà ơi, là giờ là này đi. Ai chốt thì để lại số điện thoại nhá. Một nỉ đen rồi, ok. Dồn đơn cho Trang lên này. Mày quá. 110.000. Đây nhá. Cái này tu rua
này mọi người mặc với quần legging hoặc là chân vải cũng đẹp, quần da cũng đẹp nhá. Em bao nhiêu nhỉ bạn? 130 đẹp nhỉ. Áo len này 130k này. Đây là chất đấy nhá, em gần cho mọi người xem chất này. 130.000 em lên tua rua này, màu nâu tây nhá. Màu nâu cam cam ý, 130.000 này. Ai lấy chốt là 130 kèm số điện thoại áo, cho em ạ. Áo, đấy là áo len nhá. Cái này áo len đây em ướm lên người cho mọi người nhìn này. Bà ơi có cái nỉ xốp của kia kìa. Màu đen ấy. Mọi người mặc với là chân váy hoặc là cái gì đấy đấy. Mặc đi đây, mặc cái nỉ xốp đẹp ấy. Nỉ xốp. Có ai lấy cái này 130.000 này. 55 cân vừa em ơi. 55 cân vừa cái nhá, lấy con rán. Nỉ đen với 55 cân thoải mái nhỉ. Vừa. Thế. Cái len tua rua 135.000. Đồng 135.000 130. Nếu mà trang lên mà không mà sợ không vừa thì dồn chuyển cho Bảo Anh Nguyễn nhá. Bởi vì cái đấy thì bạn mẫu mặc vẫn rộng, bạn ấy 48 cân kém em 7 cân, mặc vẫn rộng. Nếu mà nói chung là bạn ấy mặc vẫn rộng, có thể là em mặc là sẽ vừa người chứ cũng không được rộng hẳn đâu. Áo len 130 chị Phương Linh. À chị Phương Anh Nguyên. Áo xốp nhá. Áo xốp đây là size XL luôn này. Hình đẹp nhưng mà con gái mặc kiểu rộng rộng này đẹp mà. Bạn nào thích mặc kiểu phong cách cá tính nhá. Em lấy nhá. 100 cái áo này là size ghi là mark ghi XL nhá. 160.000. Phương Anh Nguyên có đơn rồi đấy. Mọi người mặc kiểu rộng rộng cũng rất là đẹp. 160.000, hay đi. Đá ơi, tầm 57-58 cân mặc đẹp mà như hôm qua tôi mặc ấy. Lê chân để số nhá, lê chân 160 để số đây. Con nỉ này chất quá sướng luôn. Ôi giời, chị bắt đầu tay bắt đầu bị to ra, đau nhất bị trần đấy. Ngón này không bị nhưng ngón này bị, ngón giữa này là bị. Này, dao này móng là ngón trụ dưới vào. Váy len ạ, à, váy len màu đen này. Váy len đen nhá, cái này chất len mỏng nhá. Cái này chất len mỏng ấy ạ, không phải chất len dày đâu. Bao nhiêu bà? 58 cân đổ lại nhá. 60 cân đổ lại, bởi vì chất len co giãn. Chất len co giãn nhá. 145. Váy này có giá 145k, cái này bầu bì cũng bon chẹn được này. Bầu bì cũng bon chẹn rồi nhá, bởi vì cái này chất len co giãn mọi người ạ. 145k nhá. Bà lôi một cái nỉ ok đi. Cái nỉ đỏ dơ cũng được, nỉ dáng dài dơ cũng còn đỡ được mà. 145k kèm số điện thoại. Lê chân chứ. Lê chân lấy váy len đen 145 này. Mặc đi hả ơi. Mặc đi. Không có len dày bị khách ao đúng không? Còn màu khác nhá. Chốt rồi. Chốt có tuần thì tôi bảo bà qua mẫu đi. Lê chân. Pha chơi à? Dày lắm. Bọn em pha lên dày dặn, dã man này. Cực dày luôn ý, dày như áo dạ luôn nhá. Chị nào lấy em sale luôn còn 210.000. Sale còn 210.000 cho chị nào lấy nhá, dày lắm luôn. Sale còn 210.000, ai lấy comment là khoác len 210. Bây giờ áo nỉ. Áo nỉ dáng váy này. Áo nỉ dáng váy nhá, áo nỉ đỏ dáng váy này ở bên 130. Trong lắp bông nhá. Bên trong lắp bông có mũ này, 130.000 này. 130.000 nhá. Nỉ đỏ 130 này. Nỉ đỏ 130. Hà có phải mặc ở đâu dơ mà, còn áo mô thì mặc đâu. Ai lấy chốt cho em là 130 đỏ kèm số điện thoại. Thôi mát còn lâu mà, yên tâm điều hòa. 130 đỏ kèm số điện thoại ở bên trong lớp bông nhá. Chân nỉ cực kỳ dày luôn mọi người ạ. Chân nỉ dày lắm, 130.000 này. Dáng váy nhá. Thì đây, có người chốt rồi. Khoa len của bà mặc là ai chốt không? Khoa len của em đang mặc là 210 à? 210.000 nhá, chất len dày dặn lắm luôn mọi người ạ. Kéo dạ luôn. Chị Y Bình Phạm chốt nỉ 130. Lê chân chốt khoác len 210 dày lắm luôn. Lê chân cho khoác len 210 giày á. Sao đúng nhìn. Váy len mic. Ok này bị ăn. Tôi sale đấy, hôm qua sale đấy. Sale còn 70.000 cái chị nào này. Mới tinh. Váy len mic kia là hơi bị một cái chấm. Y Bình Phạm là cái màu đỏ đấy. Nấc rồi. Nó hơi bị cái chấm hồng ở đây này. Hạng lạnh đấy, nấc vào đây. Nấc. Lạnh lại. Sale 70k nha mọi người.
Hình Mickey này là hình Mickey theo nhá. Nói chung là cái này còn mới nguyên này, cái dây mát của nó còn chưa cắt đây này. 70 70.000 đằng sau trơn ạ. Bà ơi lôi lốt mà cái nỉ ra mà. Cái này xong. Có phải bị sần rồi. Rồi. Bà cứ lôi lấy ra còn cái mặc thì mặc. Cái này lên. Này khoác nỉ này. Con bơ này. Có xe có sần đâu. 70k của Len đi đô. Len đi đô hôm qua có đơn đấy, tối qua. À len trắng này. À. Khoác nỉ bomber nha mọi người. Tay hoa. Hà nó bị rộng ấy. Có quy cài. Ừ. Quy rộng. 1 lít. 100.000. 100k nhá. 100.000 nhá mọi người nhá. Mà ai lấy comment 100k. Bò rách ạ, rất là đẹp. Ai lấy comment 100k giùm em nhá. Áo len trắng không bán đi, nó bẩn hết cả. Áo len trắng này. 90 nhá. Áo len cái này kiểu bé bé nhỉ? Ờ màu kem kem. Áo len kiểu màu kem kem nhá. Tay nó pha da nhá. Đấy. Tay pha da này. Sale 90. Sale 90.000 nhá. Tay pha da 90k. Ngọc Bùi Thị Bích lấy khoác bà đang mặc hết rồi. Cái màu kem này nhá, 90.000 tay pha da nhá. Cái mẫu này 52 cân đổi lại thôi ạ. 3 giờ chưa? 2 rưỡi. Sao mấy bọn bên spa nó không gọi cho mình nhỉ? Mình hẹn nó từ 2 giờ đến 2 rưỡi. Cởi đi. Màu hồng này. Sale đi, sale còn 1 lít cho nhanh. Lên hồng nhá, sale 100k đỉnh ngọc đây ạ. Đỉnh kiểu ngọc ngọc nhá. Sale chị làm sao nhá. Sale chị cáo này làm sao nhá. 100k này. 60 cân có mặc vừa, mỗi mặc không là áo khoác à? Hơi chật đấy chị ạ. 60 cân thì hơi chật. Em chuyển cái này cho Trang móc à? Đúng không? Chuyển cho Trang móc cái áo này nhá. Trang móc có lấy cái áo len trắng 90 luôn không Trang móc ơi? Trang móc mà lấy hai sản phẩm này để Trang móc 90.000 một cái thôi. Chị Bùi Ngọc Thị Bích ơi, chọn cái khác cho em với. Con này sale còn 100.000 này, ai mà không mua thì quá tiếc luôn. Sale còn 100.000, giày lã mang. Cổ 3 phân nhá, 100k này. Đây, đưa gần lại mọi người nhìn. Nó nỉ, nỉ. Theo con màu hồng này mà chất giày đấy. Ok, Trang móc lấy 2 cái. Áo nỉ mũ 90, này. 90. Áo nỉ mũ nhá, màu xanh than. Màu xanh than. Nỉ mũ màu xanh than này sale 120.000. Dày lắm luôn, 120.000 nhá. Màu xanh than pha màu đỏ này. Cái mũ có hai lớp luôn nhỉ? 120, size. Đỏ. Linh Hoa ơi, chị Trang Mốc à ơi, bạn Trang Mốc ăn chốt trước nhá. Bà mặc cái gót len xanh giờ kẻ xanh. Tay xanh ấy. Cái này váy. Không phải cái đấy, cái áo khoác len màu xanh ấy. Này. Cái kia cái tay màu ghi à cái áo màu ghi tay màu xanh. Đó. Khoác len đó. Sale nốt đi. Khoác len màu ghi pha xanh. Khoác len màu ghi pha xanh nhá mọi người. Cái này khoác len chất kiểu mềm. Sale 100. Sale 100k này. Đằng sau đây nhá. À cái đẹp mà mỗi lúc bị sần này. Sần nhiều luôn ấy, nên chả bán. Sần này. Dạ. Sần nhiều quá. 100.000 này. Ai lấy chốt cho em là 100k kèm số điện thoại. Cái này chất lên cũng rất là đẹp luôn nhá. Kiểu mềm mượt ấy. Bây giờ bà quay nhanh này đi, tôi đọc giá sale cho bà. Xem ai chốt nhá. Rồi, ok, cởi đây. Quay nhanh nhá, dơ nhá. Xong rồi nghỉ. Váy len sale 120. Váy len màu xanh này sale 120k nhá, màu xanh lá đậm. Màu xanh lá đậm, mẫu này dưới á. 52 53 52 cân mặc vừa. Mà có khi cứ để từ đóng là mình vứt lên sao. Mẫu này 52 cân đổ lại nhá, 52 cân đổ lại cổ 3 phân này. 120.000 ai lấy chất quá đẹp luôn nhá, sale quá rẻ. 120. Len hồng 100k đúng không? Len hồng 100k.
sale 100. Đèn hồng sale 100k này, cái này là màu hồng phấn nhá, màu hồng dàng nhạt váy nhá, dàng váy. Màu hồng nhạt dáng váy ở ngoài đẹp hơn nhá, ngoài màu đẹp hơn trong cam. Lấy con lên 201 của chị Lê cho nó này. Cái này là mặc luôn đi. Chị ở chị xem lại. Con lại đi. 90. Con đỏ này 90k sale lại này. 201 đẹp à? Ờ cái đẹp dã man ấy, dày như kéo dạ, rẻ vãi chưởng. Cào đấy khác gì cào dạ đâu. Khoan lên mỏng nhá, khoan lên mỏng. Viền ngọc nhá, đây ạ, viền ngọc 90.000. Viền ngọc 90.000 nhá. Cởi đi, cởi đi. Mình quay nhanh nhá, những mẫu mình sale nốt, tức là những mẫu mà bán từ nãy giờ không ai chốt thì mình sale nốt nhá. Váy màu xanh tua rua này. Sale 140. Sale 140k, màu xanh đẹp. Tua rua 140k. Em chốt hồng. Được cái màu hồng ấy. Chất len cực kỳ đẹp. 90 trang mốc này. Chất len này đây ạ, một chất len này. Cái màu hồng này là của Hoàng Hiên để số nhá, 100 dày vậy chứ. Cái này nhá, cái này 140.000 này. Con này quá đẹp không? Luôn này. Dưới 58 cân đổ lại nhá, tua rua 140k. 90 màu ghi. Màu ghi 90.000 này. Chị nào lấy váy tua rua để số đi ạ. Lấy ghi 90.000. Váy tua rua 140, con này sale 90.000 này. Chất cực kỳ đẹp luôn nhá. Có túi len đấy. Chị Lan Nguyên mà lấy váy váy tua rua cho em xin số điện thoại đi ạ. Len ghi 90 này. Qua mẫu đi bà ơi. Con này là dáng váy nhá. Cái váy mà 90.000 là quá rẻ. Cái này là em sale lỗ hết nhá. Không lãi 1.000 nào của mọi người đâu, lỗ nhá. Bởi vì tính em thế sale cho hết đi, hôm sau nữa phải bán, đỡ bán lại bóc bọc mới. Váy len cổ 3 phân nhá, váy len pha màu chị cổ Loan 3 phân. Chị váy tua rua để số thôi kìa. Váy len chị pha màu. Chị gì lấy váy hồng cũng để số à? Áo đỏ 90 hết rồi ạ. Hoàng Hiền để số chợ rồi, ok. Váy len 3 phân nhá, à váy len cổ 3 phân. Sale con này 120, con này dày lắm luôn này. Sale con này còn 120.000. 120.000 nhá, cái này dáng váy nhá. 50 tầm 55 cân. Đi, xuống. 55 cân đổ lại. Sale con này còn 100. 100k này. 110.000 này. Váy len kiểu này, họa kiểu len kiểu này nhá. Size ML đều vừa nhá. Chất rất là co giãn luôn ạ, dáng váy chất là co giãn. Áo 90.000 chốt rồi đúng không? Lấy cái khoác. Áo ghi 90 chị Thao Nguyên để số nhá. Chị Thao Nguyên nếu đúng lấy con váy ghi 90.000 để số cho em này. Màu cái họa tiết này 110.000 nhá. Chất quá đẹp luôn, chất quá đẹp luôn. 110 này. Màu hồng 90. Len màu hồng phấn này, váy len nhá. Cái này váy len này màu hồng phấn 90.000. Váy len hồng màu hồng phấn 90k. Ai lấy cho em là 90 hồng kèm số điện thoại. 90 hồng kèm số điện thoại này. Áo nỉ mũ này, nỉ mũ màu xanh than lót đỏ bên trong nhá. Nỉ mũ xanh than lót đỏ bên trong này. Đây lúc là 130. Cái này 120. 120k nhá. Nỉ mũ xanh than lót đỏ bên trong 120.000 này. 120.000 ai lấy 53 cân mà cao 1m58 trở lên thì mới vừa chị ạ. Này. 120. Em ơi hủy đơn chị Thao Nguyên thôi, Thao Nguyên không lấy đâu, đưa đây. Bà mặc lại cái đấy cho chị Lê, chị Lê cho em bảo chị chốt lại nhanh của em. Chị ơi chị xem lại cái áo khoác này rồi chị chốt lại cho em này. Đây nhá, áo khoác 210.000 đây. Nhung gửi về giúp em nhỉ. Áo khoác 210.000 nhá, có túi này. Không Nhung gì? Không Nhung nào, anh cho em xin số được không ạ? Mà đơn gửi hàng gì, ship hàng hay như nào? Mặc mặc của chị Hồng Nhung gửi về giúp em được không ạ? Em có nhận được vào của Hồng Nhung không? Không nhận được của 210.000 này. Giúp em thôi ạ. Cho em xin số được không ạ? Hồng Nhung Nguyễn à? Có phải là gửi từ Sơn La về không? Gửi từ Sơn La về đúng không ạ? Có phải thanh toán gì không? Có phải thanh toán phí không anh? Chất len đây nhá, đây chất len đây chị ơi. Ok rồi bỏ ra đi. Bán lại đi. Dày lắm luôn ấy. Chị Lê chân vẫn lấy này, mình nhét vào túi chị đi. Màu đỏ này. Mà chị ấy buồn cười nhá, chị bảo chuyển phát nhanh cho mình. Từ ngày nào bây giờ mới chuyển. Màu đỏ chữ black nhá. Len đỏ chữ black này, chất len rất là co giãn nhá. Cái 201 này chốt rồi. Cái này chốt của chị Lê chân rồi, cái quát lại thôi. Con này 130.000 nhá, 130.000 này. 130 len đỏ chất cực kỳ mượt luôn. Mặc lại con này. 130 này. Đưa đây. Con này nhá, không ai chốt được một chút này. Khoác 201 của người khác rồi ạ. Em bảo rồi, chị xem kỹ rồi hãng chốt, bây giờ mặc lên này bao nhiêu người chốt đây này. Điện thoại chị đâu nhở? Không thì bảo, phải bảo chị ý. Vớ vẩn. Làm gì có chuyện nhận đơn lâu lắm rồi. Nhớ không? Phải cách đây 2 tuần.
Khoan len đỏ chị nhá. Chị nhờ mình đổi gì ấy. 150 à? 130 là cái gì đấy? Của Trang Mốc à? Đây. Khoan len đỏ 150 à? Sale còn 130. Sale luôn 130 nhá. Khoan len đỏ này sale luôn 130 này. Ai lấy cam mừng cho là khoác đỏ kèm số điện thoại này. Ai lấy cam mừng khoác đỏ 130 kèm số điện thoại. Tua rua nhá. Sale còn 120 một cái. Hai quả hai màu. Lên tua rua nhá. Sale còn 120 một cái. 120 đúng không? 120 một cái nhé, có hai màu nhá. Màu này kiểu xanh xanh nhá. Màu này kiểu xanh xanh một tí này. Và màu này kiểu nâu nâu này. Thế sao chị quên, nó phải lâu lắm rồi. Màu này kiểu nâu nâu nhá. Ai lấy cam mừng chê là 120 nâu hoặc là xanh. 120 nâu hoặc là xanh kèm số điện thoại này. 120 nâu hoặc xanh nhá, chất cực kỳ đẹp luôn này. Chất mềm mượt dã man, 120.000 nâu với cả xanh nhá. Nâu với cả xanh, chất len to giãn. Ai mua số la bên xanh này. Nâu với xanh nhá. Xanh đậm đấy ạ. Chị cứ vậy gửi cho chị như đợt gửi giày không cần. Alo chị cũng được nhé. Chị Lê Trân. Thích bà. Ok chị Lê Trân. Không 130 thì có ai chốt. Con này không ai chốt là tôi luôn. 130.000 không ai chốt ạ. Váy len màu đen size S. Váy len màu đen size S nhá. Dáng xòe này. Dáng xòe nhá mọi người mặc. Ai mà size S mặc vừa nhá. Size S dáng kiểu xòe xòe ôm ôm rất là xinh. 100. Bao nhiêu bạn? Váy len đẹp à? Sale còn 130. Sale 130 này. Ai lấy chốt cho em là 130 đen kèm số điện thoại nhá. Cái này chỉ size S mặc vừa thôi. Áo len đỏ chất đây nhá, chất len đây nhá. Qua 2 cái tuần rồi. Chất len đây. Làm sao mà giải quyết hay thôi, từ đứa bảo anh, từ ra em qua lại đi. Váy xòe 130 nhá. Ai lấy chốt là 130 len cho em này. Váy xòe. Cái này size S mặc vừa nhá, size S mặc thôi, 130 này. Ai lấy chốt cho em là 130 kèm số điện thoại. Áo đỏ này. Áo đỏ nhá, cái này vạt ở đằng sau dài hơn này. Vâng, vâng, nhưng mà hôm nay em không có ở nhà. Em bao nhiêu bạn? Cái này 120. 120k này. Chưa tắt. Thì kệ đó, mình không thích nhận đây làm gì mình. Nhưng mà chị nói là gì thứ 120k này. Lên đỏ 120 nha, là chốt cho em là đỏ 120 kèm số điện thoại. Bạn bảo mấy hôm trước mình đi vắng rõ là bạn nhập áo về bán. Thế bạn này là mua giá lẻ nhưng mà về bán lại. Đỏ 120. Không mua 4 cái. Tức là mua về bán lại, bây giờ bạn lại bảo chị là chị chẳng định là bạn có treo ở nhà bạn ấy bán không bán được bạn ấy gửi lại. Thì có chuyện nửa tháng trời không có sót nào cho đổi là. Chị mà lấy váy xòe thì cảm ơn chị là 130 nhá. Áo len đỏ là áo nào em ơi? Cái váy đẹp này, chất đẹp này. Áo len đỏ này 90 này, không biết. Hoàng Hiền cứ hỏi cái gì nhở, chả hiểu. Váy này 90k này. Ô, váy này chất quá đẹp, nó bị đúng một vết đây thôi. Sale luôn 90.000, quá đẹp luôn. Ở dưới. Đâu ở đây. Bị một tí nhưng mà cái vết này mờ lắm luôn này. Không nhìn thấy đâu, mình cam kết con này bình thường phải bán 170-180 nhá. Ai lấy em để 90.000. Bắt câu mở lên. Đúng không? Làm gì có chuyện là nửa tháng trời bây giờ cho gửi lại. Chị sợ là bạn ấy treo là bạn chán bán chê rồi. 2 tuần trời cơ mà, chuyển phát nhanh thì 2 ngày là đến rồi. Xem lại áo len đỏ là áo len đỏ nào nhỉ? Là áo này đúng không ạ chị? Áo len đỏ này 120 nhá. Áo len đỏ đây ạ. Cái này vạt ở đằng sau dài hơn nhá, chất len đây. Ít nhất là hơn một tuần rồi, người ta gửi hàng đổi trả chỉ 2-3 ngày thôi chứ. Cái này 120 nhá chị ơi, 120k này. Đầu tiên không bố ra chỉ chính gì. Chỉ cách đây 2 tuần rồi gì? 120k kèm số điện thoại. Không, bạn bố ra chỉ chính gì đi. Cách đây 2 tuần rồi nhỉ? Tuần vừa rồi nhá, tuần chuẩn tuần trước nữa. đỏ này. Trang Mốc váy 90 là váy váy gì nhỉ? Váy đen xòe. À váy 90 là váy này đúng không ạ? Chị Trang Mốc là váy 90k này. Chị Trang Mốc váy 90k này. Gì? 120 đỏ.
90 này. Áo 120 là của chị Chiến Hồ Mộng. Ơ, chị Chiến Hồ Mộng có lấy không? Hỏi chị có lấy không? Hỏi chị xem có lấy không? Để chị. Hỏi chị xem có lấy không? Chị Chiến Hồ Mộng là có phải lấy cái áo đỏ này không ạ? Chị Chiến Hồ Mộng là có lấy áo đỏ này không ạ? Bạn bảo 234 bên bạn mới nhận hàng. Chị khẳng định là cái áo đấy quay lâu lắm rồi. Từ lúc mà giá còn 4.99 nghìn. Tức là mình đã quay 3 lần áo ra rồi. Chị Chiến Hồ Mộng có lấy áo đấy không? Rồi. Sao mà chị lấy nhầm? Thế là 2 tuần. Có ạ, ok, chị Chiến Hồ Mộng ạ. Áo len mận họa tay họa tiết nhá. Áo len mận tay họa tiết này. Đây ạ, cái phong này hơi bé nhá. Cái phong này chỉ tầm dưới 50 cân đổ lại này. 50 cân đổ lại nhá. Tay họa tiết màu mận này. Bao nhiêu bà ơi? Màu mận đó. Sale 130. Ok, mà... chị chế độ mộng nhá. Hôm nay chị lấy áo đỏ này để chị 115.000. Áo mận này 130.000 nhá. Áo mận này 130.000 này. Ai lấy trước cho em là 130 mận kèm số điện thoại. 130 mận kèm số điện thoại nhá. Chờ em từ 23 tháng 9 đến bây giờ 11 rồi. 8 ngày rồi. Hơn một tuần giá cho đổi đúng không? Ít nhất chỉ 3-4 ngày là cùng thôi chứ. 130k có ai lấy không ạ? Ai lấy chốt cho em mận 130 này. Có một cái áo màu be nhá. Đây chị ơi, có một cái áo màu be này. Cái mận này có ai lấy đúng không? Ai lấy để số nhá. Cái mận này để dày số lắm. Cho em. Màu be này nhá, màu be này. Màu be này bạn bao nhiêu nhỉ? Đâu màu be này khác đấy, không khác, khác cái vừa nãy. Nhưng mà như cái cổ nó hơi bị đúng không? Thế này, nó hơi vết một tí. Nhưng mà đây là mặt trong của cổ nhá, không nhìn thấy đâu. Đấy là mình tử tế thì mình báo các mọi người thôi. Chứ còn thực ra đây bị. Nhưng mà cái mặt trong nhá, này mặt ngoài không hề bị luôn. Đây. Mặt ngoài không hề bị một tí nào luôn nhá. Cái mặt trong mặc là ốp vào người rồi, chị nào lấy em để 100.000. Ai lấy các mình cho em 100k kèm số điện thoại này. 100k kem kèm số điện thoại này. Và đằng sau dài hơn nhá. 100k kèm số điện thoại đi ạ. Có cho bạn đổi không chị? Chị thì chả có khác gì đâu, nhưng mà chả ai có cái kiểu hơn một tuần trời mà ở đây cả. Kể cả một lần một tuần. Kể cả chuyển chậm cũng chả đến một tuần ấy. Rồi cùng tỉnh, cùng miền Bắc. Nhanh mà. Đúng không? Đi ô tô thì một đêm là đến. 100k ai chốt không ạ? Ngô Thanh Huyền để số lấy áo 130 kìa. Size cái này size M, size S thôi ạ. Chị An Bình 100k size S đấy chị ạ. Đúng size S luôn. Em phải lên màu ghi này. Váy lên màu ghi nhá. Cái chất đèn là mềm 90. Chất thế mềm luôn. 90k thôi quá rẻ này. 90k này. À không có áo len màu be phát đâu ạ. Áo len ghi 90, ai lấy chốt nốt cho em 90 ghi kèm số điện thoại. Ai lấy thì chốt nốt cho em là 90 ghi kèm số điện thoại ạ. Không chắc chị lấy hai áo thun đen 45k nữa em gửi cho chị. Ai? Được rồi đó. Ai? Chị Thao Nguyên. Chị Thao Nguyên để em gộp đơn nhá. Này. 1 lít. Đây là áo len đen nhá, kiểu dáng dấu quần nhá, họa tiết này, 100k này. Áo len đen họa tiết 100k nhá đây ạ. Chất len rất là dày luôn này. 100.000 nhá, ai lấy chốt cho em là 100k đen kèm số điện thoại. Đằng sau trơn nhá. Ai lấy chốt cho em là 100k đen kèm số điện thoại. Cái này đã bảo chị chuyển phát nhanh giúp em nhé. Cái này mỗi mẫu chỉ có một cái thôi nhá. 100k đen kèm số điện thoại, 58 cân đổ lại nhá. 58 cân đổ lại này. 1 áo ghi 90k rồi, để em xem gộp đơn chị nhá. Chị Thao Nguyên ấy, xem cái áo 49.000 nào của chị ấy gộp lại cho chị. Cái này, cái váy len này. Xả nốt đi, 110.000. Váy len tay ren này.
váy len màu xanh nhá. Kiểu dáng hơi xòe xòe một tí này. Ở phần tay nó kiểu ren như này ạ. Đây nhá, ren rất là đẹp luôn. Chất len nếp nhá, xảm xảm 110k này. Cái này chất len nếp nhá, 110.000. 110.000 chất len nếp. Ai lấy chốt cho em là 110.000 kèm số điện thoại. 110k nhá, tay ren mặc lên dáng cực kỳ xinh luôn. Cái mẫu này chỉ size S mặc vừa thôi nhá. Mẫu này chỉ size S thôi này. 110.000 size S nhá. Chết rồi, có một chị này hẹn xin với chị trước 3 giờ, chị tưởng nó quay 2 giờ nhưng bảo các em lên rồi. Ai lấy chốt cho em 110. Để chị lấy đi du lịch. 110 kèm số điện thoại. Nếu mà chị về nhà rồi chị đang chị ở chỗ. Cái này chỉ size S là 55 cân sợ trần đấy. Cái này 55 cân sợ trần. Không biết lúc là gì đâu, em cứ hỏi đi. Size S nhá, cổ 3 phân size S thôi nhá. 110.000. Bao nhiêu cân vừa size S? Bùi Thị Ngọc Phương có chắc chắn lấy không nhỉ, để mình chốt cho bạn này. Chị có mặc size S không? Size S thôi nhá, phải size S thôi nhá mọi người. Mọi người ai lấy thì chốt nốt cho em đi ạ. Mà chị đi đâu, chị ở đâu, chị về rồi thì chị ở đâu? Ai lấy thì chốt nốt cho em này. Bùi Thị Ngọc Phương em ơi, làm đơn cho Bùi Thị Ngọc Phương rồi, ok. Bảo các chị đã inbox thông tin một đơn thì mình giữ một cái đi cho giữ. Ok mọi người ơi, bây giờ nhà em xin phép được nghỉ nhá. Nhà em xin phép được nghỉ đấy ạ, mọi người inbox cho em xin thông tin địa chỉ này. Một cái thì nhà em sẽ giữ đơn cho mọi người nhá. Để mọi người chọn thêm hộp đơn cho em để em ship đi này. Bây giờ nhà em xin phép được nghỉ đấy ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream nhá. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người. Bye bye mọi người, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ nha, bye bye.